Sau đây là kết quả xổ số Phú Yên thứ hai ngày 18 tháng 3 năm 2024. Giải 8 trị giá 100.000 đồng, các vé tận cùng mang số 6, 4. Giải 7 trị giá 200.000 đồng, các vé tận cùng mang số 8, 1, 1. Giải 6 trị giá 400.000 đồng, các vé tận cùng mang số 2285, 2889, 1635. Giải 5 trị giá 1 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 4972. Giải 4 trị giá 3 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 38185, 95142, 27920, 48726, 52957, 19543, 69064. Giải 3 trị giá 10 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 00088, 61809. Giải nhì trị giá 15 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 42152. Giải nhất trị giá 30 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 38858. Giải đặc biệt trị giá 2 tỷ đồng, các vé tận cùng mang số 097850. Xin nhắc lại, giải đặc biệt trị giá 2 tỷ đồng, các vé tận cùng mang số 097850.